Đây là trước mắt cái màn hình của mình là cảnh tượng là thật khủng khiếp nha các bạn. Đây là mình xử lý cái bệnh vàng lá đã được tạm ổn rồi, cái bông lúa đã trổ lên được rồi. Bây giờ ngặt nổi có cái là độ ôn của bông bà con. Đây nè, này người ta gây sâu dồi thì sự độ ôn của bông nè. Nè nó quất ngay cái cổ lá này, xịt thuốc rất mạnh nha. Nè, như cái này là bị rầy phấn trắng này, hướng xe này. Các bạn có thể nghe thấy là cái bạn này bạn nói là xịt thuốc rất mạnh nha. Và mình nói thật với các bạn, tôi là người gần như là bán online và bán trực tiếp cái giải pháp của mình cho tới cái người sử dụng là cái người dân đang làm ruộng đó. Người nào thật sự đang mua hàng của Điền Gâu mà miếng ruộng nó như thế này thì chắc nói thiệt chắc tôi bị fault và tôi bị nhục, chắc không chịu nổi. Đó là các bạn thấy cái áp lực của bán hàng online chưa? Như vậy thì câu chuyện ở đây các bạn thấy là vàng lá, các bạn nhìn thì ai cũng biết là bây giờ tháng này tháng mưa mà lá thì nó chà phè, nó xanh lè như thế này thì nó dư phân rồi, phân đâu, phân tồn, phân ở dưới đó, nói chung đất lung đất gòi vậy đó, có thể là đất lung chẳng hạn, nhưng mà bây giờ nó quá trời tồn phân rồi, lá thì nó dư chà bá hết trơn rồi, lá thì xanh lè không có đứng nằm, không nấm vi khuẩn nó rất là dễ, nó dính không có đường trượt luôn, mà khả năng dính đầu ôn cổ bông quá cao. Cái mùa vụ này tại thời điểm Điền Gâu đang quay clip này thì mình nói thật với các bạn, đầu ôn cổ bông cũng rất là kinh khủng. Cho nên khi mà bán hàng đưa cái giải pháp cho anh em thì tôi phải kỹ lưỡng lắm, phải dặn dò lắm, phải rất là nhiều thứ. Tại vì các bạn nghĩ đi, lỡ như cái người này là người mua hàng của Điền Gâu mà up cái clip này lên xong chắc tôi cũng mang nhục luôn. Những cái giải pháp mà thường mà Điền Gâu đưa ra bán cho các bạn thì các bạn thấy rõ ràng là tôi quánh rất là nặng thuốc, chứ tôi không có quánh là thuốc cà khơi đâu. Thuốc cà khơi phất phơ bây giờ nó không có xi nhê với mấy con nấm cổ bông và thậm chí là con vi khuẩn nữa. Nhưng đôi khi trong quá trình bán hàng nó vẫn có những cái tai nạn nhỏ nó xảy ra. Thì mình hy vọng chúng ta sẽ cùng nhau kết nối và đưa ra những cái bài toán phù hợp nhất cho đồng ruộng của mình. Ở đây nếu như anh em nào có dịp xem hết clip này của Điền Gâu thì bạn có thể tham khảo cái quy trình lúa mà Điền Gâu làm rất là tâm đắc. Quy trình lúa dành cho 10 công 1.990.000 mua là giàu. Trong đó có 3 cử trộn phân gãi và 2 cử xịt. Đây là một quy trình tăng đề kháng cho cây rất là tuyệt vời. Còn bây giờ nếu như các bạn nói mắc, nói rẻ, nói ABDCF thì các bạn cứ thử trải nghiệm thêm về làm cây lúa trong tương lai đi. Tôi nói với các bạn, trong tương lai sẽ không hề dễ nữa.